Thanh Liêm mến chào quý cô chú anh chị em. Đây trở lại với video tiếp theo của Thanh Liêm Long Xuyên. Em đang mới vừa vô chị đẹp. Hôm nay vô có mua vài trái bơ cho ca sĩ Ngọc Đẹp luôn quý cô chú anh chị. Ăn vậy đi cho bà tốt về tim mạch và giảm cân nữa. Chà, bữa nay thấy đi lụm phế liệu nữa kìa. Thì hôm nay thì ông anh ông chưa có làm. Ngày mai sẽ bắt đầu. Cho nên thì chút xíu thì Thanh Liêm sẽ qua gặp nói với bác Út, nói chuyện về cái nhờ con của bác Út dẹp ở bên bển đó quý vị. Thì mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Hello. Hello girl. Chết rồi hả? Hello. Mẹ à. Ăn này không? Ăn không đưa sao ăn? Ăn thì ta đưa, rồi không ăn thì ta đem về ta dặm đá ta ăn. Ta đem về đi. Mẹ, ăn đi cho giảm cân bớt. Còn số không? Hết rồi. Giỏi vậy trời. Rồi sao rồi? Đi thì ra đó chưa? Chưa, mai ông mới bắt đầu ông làm. Làm gì? Ông đổ cát đá xi măng vô. Chưa có vợ này đi hả? Thì mở mình về em bển luôn, nhưng mà toilet thì vẫn để gì đó, tắm rửa qua đây, khi nào xây dựng thì xin được cái phép xây dựng thì ta xây dựng. Nha. Vậy thôi giờ tính toán bữa nay giờ của bển. Chưa đâu, rồi bởi vì tôi mới nói để tôi vô tôi nói chút xíu nữa tôi gặp bác Út rồi tôi nói là tôi tính nói nhờ với bác Út là nói với con của bác Út đó là nữa cho chị ở sau lưng cây gáo đó. Đóng bốn cái chừng cao lên. Đặng nâng dưới xe lên cho nó khỏi mặt đất. Ở trước phạm vi đó là thoải mái, chị muốn làm gì đó chị làm, hiểu không? Ơi gì sao làm bằng sắt hay bằng nóng vậy? Ai biết đâu rồi, coi bác Út có gì nhờ bác Út làm đó. Ở đây thì qua đó là ổn định luôn rồi đó. Nữa muốn trồng gì đó trồng, từ từ tự bài tự dẹp ở cái khúc sau đó, phát mới ra. Sao tao đi hát vui không? Dẹp vấn đề đi, vấn đề để cho nhà nước người ta lo. Còn bây giờ chuyện văn là nói chuyện đây nè. Hay mới có mày cái gì đâu ra đó đi. Qua anh đó cho nó khỏe một chút. Ở bên đây chật chội quá. Nặng tôi nhổ mấy cái cây kia tôi đem về bển. Ừ. Vô ly tôi chậu rồi hết. Thì đương nhiên rồi thì hết. Chiều nay thì tôi mới nói. Tôi nói chuyện với chị chút xíu tôi mới đi qua bển tôi gặp thôi, con bà. Qua bển nói với Út đi. Nói chuyện với Út đi. Vậy qua bển nói chuyện ở bển trước đây rồi qua đây. Dạ yeah. Rồi đi chị đúng không? Rồi đi. Đây. Rồi bây giờ giờ chỉ qua đây ở sau lưng cây gấu này luôn. Thì ngày mai ẩm mới làm bác Út, mà con nói với Út nói với con bác Út giúp con là xô cái đám rác này nè, đi ra ngoài đó không con, đi bác Út có mấy cái cây không nữa, bác Út nhờ ảnh đóng kê cái cao cái kệ lên như là lên khoảng chừng một sáu tấc hoặc mét gì đó cũng được. Con tính làm cái sàn giống như vậy nè, rồi bắt đầu mình đem xe qua mình kê lên luôn. Mùa nước đây ngập bác Út. Bởi vậy cũng sợ. Không có cây nó cây rồi hết trơn rồi, giờ có cây cũ rồi chứ không còn cây nữa. Hết cây rồi ha. Hết rồi. Thì có không điểm nó đánh tôi điểm đó. Bây giờ bác Út nói với anh dẹp giùm con mấy cái này lùa lùa ra ngoài đi, rồi nữa để con coi con nghiên cứu con kiếm tầm vong hay là con kiếm chàm á. Mua chừng mấy cây bác Út. Tặng mình kê cái chiếc xe của chị lên cho qua đây bác ở cố cụ cho ở đây luôn cho rồi đi. Dạ. Sao đây? À, được thì chiều nay bác Út cứ nói anh làm giùm con đi. Dẹp cái này đi rồi con đi mua cây về cho chiều con về con mua cây cho tại chiều nay con đi Sa Đéc rồi. Sao ngủ
dùm con bổi. Ở trước này chừng nữa thì làm gọn gọn thôi, mình cũng không cần thiết gì phải dẹp tại chiếc xe nữa, bỏ trong rồi. Nó còn cũng tính gì đó. Coi tụi nó nghỉ giờ nào, nguyên nguyên. Con nghỉ giờ nào hay sao? Giùm em hết á. Lụa đi ra giạt ra ngoài đó đó. Đằng gần nữa em tính nhờ ảnh em mua mấy tầm vong kêu ảnh đóng lên, gần nữa kê chiếc xe lên cao, kê lên chừng khoảng 6 tấc bằng nhà gì cũng được nè. Bằng cái sàn nhà gì đừng cho nước nó lên đó. Đặng nước tôi luôn hả vậy? Gì trời? Cho nó cao. Cho nó cao đừng có để cho nước nó vô. Gì nữa là trời. Đây mát hơn á, đây có cây gáo mát hơn nè. Rồi từ rồi nữa là tự dọn dẹp vệ sinh đây rồi mình trồng rau trồng gác rồi mình trồng. Thì bởi vậy làm cho xong đi cái nhà đem ở đây rồi tôi bứng mấy cái cây đó tôi vô cái ly rồi tôi trồng ở đây. Ừ. Trồng cây giỏi quá trồng tôi trồng được. Trồng ông sao trồng được? Ừ. Nhịn tướng ông đây sao trồng được? Làm thẳng ở đây đem về đóng tàu. Để làm tàu đồ đó. Ừ làm sao? Thì đó thì đã nói với chị rồi. Giờ lùa mấy cái này qua ra ngoài đó rồi nữa làm nửa cái xe nè, nửa nằm cặp vô đây nè, đằng lấy bóng mát của làm cây che cho chị luôn. Đẩy đưa cái đít vô đây nè, quay lại nằm ngang phải không? Đúng rồi, nằm ngang cũng nằm được ngang, nữa. Đẩy đưa vô được chứ đẩy đúng đây đâu có được. Đúng rồi. Làm xong cái sàn xong đẩy xe vô bẻ lại nữa làm đằng ná luôn nha. Đằng ná làm gì? Đằng ná bắn chim được rồi. Cái cửa nhà đó là nếu mà đưa vô đây là nằm bên nước cây rồi sao đi. Cái phải cửa. Đóng cây rồi. Không có đúng, không có đúng. Đúng rồi trời. Khỏi cây đó mà. Khỏi cây đó nhưng mà cái cửa. Còn không nữa cho cặp xuôi theo nhà luôn. Cặp xuôi theo nhà luôn. Chiều dài ra luôn ha. Dạ. Dọn ở đây sạch sẽ, cặp xuôi ở đây từ từ nữa mình kiếm. Tạm thời giờ mình dọn chỗ này thôi. Để cho cái nhà nó sát bên mấy cái đường nè. Tôi sợ. Còn ở đằng sau này tôi trồng đồ. Dưới mương sao chạm. Dưới mương này mấy sao ta trồng đồ thôi. Tôi sợ. Tôi ra đảo xuống dưới tỷ không? Bác ra đảo xuống dưới tỷ không đi với con? Tới không chuyện nữa. Hết chuyện ngủ bác Út ra đảo sống dưới khỉ. Trời ơi trời. Thôi bà muốn vậy thì để bà đây cũng được. Đi nè chị. Nó nhẹ chút xíu. Bỏ đây nè. Rồi mấy cái này chị lùa ra ngoài giùm em đi. Rồi dưới bà muốn làm gì làm kệ bà đi. Dạ. Cái này thì cứ lùa ra ngoài em con đi, dưới dẹp mấy này cho nó sạch sạch á. Rồi mai bắt cháu em vô thì em làm tiếp ảnh cho, dỡ xe qua tiếp cho. Cho nó gọn, khỏi mất công lu bu. Khỏi đóng nọc luôn, giờ ở đây nữa, bà muốn ở đây thì để cho nữa, bà ở đây đi, sợ ở đây thì không có sạch sẽ nè. Ở gà hôm trước thì phải sạch sẽ nghe mặt tiền đó nha, không có dục đồn lum nha. Công an nó phạt chết á. Ừ, đó, thấy chưa. Thì ở đây được rồi, chứ mắc mới gì ở dưới đó. Rồi rồi, chừng nữa cái chiếc xe cặp vô đó, cái mặt hướng về đây. Ok không? Ừ. Rồi, vậy đi. Rồi. Khỏi đi bác Út. Tại vì bà muốn trồng cây ở dưới đây nè. Bà kêu dọn dọn, đặng nữa mới trồng cây. Lửa lụm thùng mút về trồng. Khỏi, khỏi mấy ông đó. Lưu bu quá à. Lưu bu ha. Vậy là phiền bác Út ha. Rồi, dọn vậy thôi. Rồi, vậy được rồi. Cũng biết quá ha. Vậy thôi giờ dọn luôn đi, giờ qua luôn đi mấy cơm. Chưa có rảnh kìa. Cái này đâu có gì đâu, bưng qua đây. Cái này chiều về làm giùm em được đó. Dạ, rồi chiều em về tại giờ chút xíu nữa em đi xe đét rồi. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai anh vô anh đổ xà bằng đó. Xe đó bề ngang là 1m2 dài 2m. Lọt tốt à. Dạ dạ dạ. Dựa vô cây gáo luôn đi cho nó có bóng mát luôn. Cây cá là cho bà. Đó, đúng rồi, chờ cái con cá lại. Lấy cái mấy cái đó đi ra đợi ngay vậy rồi. Thì coi chiều nay ra làm tiếp chị nha. Ok không? Chưa đâu, người ta còn nghỉ ngơi chưa, ta đi làm nữa kìa. Biết không? Hỏi chứ. Thôi mà. Thì để đi rồi chưa cho người ta đi làm, cho chị đi là nghỉ ngơi nữa tao mới làm về. Chị không ở dưới này nữa là làm dưới này vậy. Gì nữa người ta trồng đồ. Nước nó ngập hết trơn. Chạy đi với chồng. Bà ở đây à, mai mốt có giờ đi nữa. Không. Giờ đi cho hay. Giờ đi giờ hoài mệt quá, giờ
Thì ở đây yên rồi đó, chừng nào nhà nước đủ thì đi. Rồi, đừng la nữa, rồi vậy đi. Sao mà nói chuyện gì mà hai ba lời dữ người ta? Ai nói gì đâu hai ba lời. Mình ở đây đây nè. Thì nói nha. Ở đây nè. Thì 8 9 năm nữa. Người ta muốn rồi đuổi qua đây. Người ta muốn xây dựng mà còn chưa được cái gì sao má cứ nói hoài má không cho nói gì trơn má. Trời ơi nhức cái đầu thiệt chứ. Bỏ xuống bỏ xuống bỏ tía tôi xuống đi. Đừng hãm tía tôi nữa. Tới ông chị ngồi qua đây đi, đừng có làm gói lộn địa hình đó. Ở luôn đó, rồi, được chưa? Ở luôn, có giấy chứng nhận không? Ông gáo ông chứng cho bà nội. Ông Lan, chịu ở bên đây không? Chịu không? Để chịu. Cho người ta đi ra coi. Ông Lan, nè. Làm gói lộn địa hình nó vô. Kêu đi về nút sao không vậy? Ừ, về chết về chứ sao giờ? Ừ, giờ trên xe về về hết đi. Ừ. Vậy đi. Ở đây lưu bu quá. Về chỉnh chơi với núi đây. Sùm hết trơn. Đổ nền lên. Bà chị mới đổ nền lên mà đang xin cái phép để xây dựng. Trời cơm đâu ngon vậy? No phải không? Coi nữa mà bảnh sắp xếp bảnh nha. Rồi đó thì ngày mai là đưa chiếc xe qua đó rồi cứ sắp xếp muốn trồng cây gì đó trồng. Chiều nay chị làm rồi tôi về. Chút tôi đi công chuyện ở Sa Đéc chút mới được. Trời ơi mình ơi chị đẹp không làm náo loạn cái xóm luôn trời. Khán giả ra nhìn nhóc dân rồi. Đi qua nó mua thêm vài gà ác nữa. Chuột không bệnh á, đè nó cắn gà ác luôn. Qua đó là trồng trọt chăn nuôi là ok rồi đó. Có cái gáo là bốn mát. Đây là chủ đất ta xin phép ta xây dựng mà còn chưa được, cái này là chỉ biết là căng như thế nào rồi. Ta xin hai ba chỗ để ta xây dựng mà chưa được, nhưng mà tại giờ cái người ta còn cát đá xi măng ảnh ông anh rể ông là thầu xây dựng. Cho nên anh đem vô ổng đổ, còn vợ xe mình nằm bay chón thì ổng đổ không được. Thôi sẵn đó mình về bánh luôn. Toilet vẫn để đó đi tiểu đi tiêu rồi bình thường. Ổng rửa bình thường. Ai trời. Nè nha. Quá ốc đem bữa nay nữa. Sáu ăn cơm đi bác Út đem qua không ăn đi trời. Miss xì đẹp. Mặt à. Ôi. Rồi. Nhìn cái coi. Làm gì trời. Ê. Ê. Đẹp. Điều gì á? Thôi thì coi chiều đó qua bển làm tiếp anh chị đi rồi em về tính nha. Qua bển gặn cây gáo nó mát nữa thì coi mà nếu mà nó bị nó nghiêng chút xíu đó, để nói với bác Út nói với anh kiếm gì đó nữa kê lên giùm cho. Kê cho cái nhà nó cao thẳng thớt lên xuống dưới kia, tại vì sở dĩ là không muốn đem dưới kia là sợ mùa nước nó lên nó ngập. Ở đây nó gần con sông, mùa nước là ở đây nước không à. Ở dưới cái hầm sen đó đó. Chào Hứa ơi. Chào đi Hứa coi. Nè. Xin gói luôn nha. Được không?
Dặn luôn, đổi cáo luôn. Để nữa nó chỉ dọn ở dưới cho nó sạch sẽ đi, có thể nữa tôi cũng làm cái nhà tắm vẫn luôn cho chị luôn á. Ok không? Đưa quẹt mọi người. Quẹt. Nè. Cái gì mà chút đưa đây mệt quá à. Nào quẹt. Quẹt. Chút chút lại đó đây. Nè. Nè. Nổi cáo luôn, chuyện gì tự nhiên nổi cáo vô duyên trời. Chiều nay tranh thủ về sớm để lãnh số nha. Anh em bán còn nhiêu vốn? Đưa tiền coi coi. Thôi khỏi kiểm nữa, đại tự tôi đi lấy đi. Đi lấy ha. Ừ, không có mượn nữa. Mấy giờ đi? Mấy giờ cỡ cha tôi. Đi vô tao dắt cho đi chơi. Thôi khỏi đi. Đi ăn hộp vịt. Ăn không? Nhắc hộp vịt kia em liền phái. Nào nghe. Ủa tối hát ngay dưới trời. Hát như ca sĩ vậy đó ta. Chị đẹp tôi lúc mày hát lên quýu ghê thiệt chứ. Đâu bằng đi làm đĩ đâu. Nữa nó bậy nữa không? Cái đó mình đi hát. Ai vậy? Cái gì vậy? Tía, tía tôi kinh khủng. Rồi bây giờ Thanh Liêm sẽ kết thúc video tại đây quý cô chú anh chị ơi. Bây giờ còn sắp xếp công việc đi công chuyện nữa. Thì hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo à. Hãy đăng ký kênh nghe để nhận được những cái video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.